Thưa quý vị, một vụ đổ chất thải độc hại quy mô lớn gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường vừa xảy ra tại địa bàn xã Hưng Nhân, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng. Sự việc khiến người dân trong khu vực vô cùng bức xúc. Ngay trong chiều nay thì nhóm phóng viên của Chuyển động 24 giờ đã có mặt tại hiện trường để cập nhật thông tin mới nhất từ vụ việc này. Chỉ trên đoạn đường khoảng 200m đã xuất hiện 3 điểm đổ chất thải độc hại trái phép. Tất cả các vị trí xả chất thải đều thuộc kênh thủy lợi. Khi ra làm đồng vì lội qua vùng chứa chất thải nên đã có một người dân bị bỏng nặng. Theo lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Vĩnh Bảo, chất lỏng xả ra có màu đen dạng sệt, bốc mùi hôi thối. Tại vị trí đổ thải còn phát hiện vỏ hạt điều. Chất thải loang ra đến đâu, cỏ cây bị cháy xám và chết khô. Hiện nay cơ quan chức năng đã khoanh vùng đặt biển cảnh báo nguy hiểm tại vùng có chất thải độc hại và ký kết hợp đồng với công ty cổ phần Hòa Anh để nạo hút bùn đất lẫn chất thải để xử lý theo quy định. Trong một diễn biến khác, hai đơn vị thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường và Cảnh sát Môi trường thành phố Hải Phòng đã lấy mẫu xét nghiệm để xác định loại chất thải làm căn cứ truy tìm đối tượng vi phạm sau này.